Hàng hữu những vị ấy đứng xa diệt tận các kiết sử. Ai từ bỏ con cái, từ bỏ các loài vật, từ bỏ các lễ cưới, bỏ cất chứa tài sản, tỷ kheo ấy có thể chứng bồ đề vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, cô tu nữ thăm má chá rí có cầm bích được không? Thì cho Nhục Bình một tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa có đọc bài thì cũng cho Nhục Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là không còn vị nào đọc bài nữa. Dạ, cô tu nữ má chá rí cũng không cầm bích được. Dạ, sa thú lành thai. Nhục Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Cẩm Vân, Xích Tâm Phương, cô Ái Minh, Huynh Bách Thanh Á, Xích Xuân Mai, Xích Trần Đạo, cô tu nữ Phúc Hạnh, đã hoan hỷ ôn bài Tiểu Bộ Kinh 80 La Mã. Và bây giờ thì đã cũng còn sớm vài phút, nhưng mà không còn người nào đọc bài nữa. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Nam mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô A Ra Hà Tô Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô A Ra Hà Tô Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được đếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn tối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh nhài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Vinh đã cho bài học. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng bài, con xin được đọc phần chánh kinh ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3, ba pháp. Bài 81 La Mã. Là làm quá. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, bị tâm cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục,
bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà lã môn nào khác nói lên, ta nói lên lời này. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, tâm bị kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi các hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ai khi được cung kính, khi không được cung kính, trong cả hai trường hợp, tâm định không lay động. Dạ, con xin đọc lại. Tâm định không lay chuyển, sống hành không phóng dật, tâm thường nhập thiền tư, với tâm tưởng tế nhị, chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thụ diệt, được gọi là bậc chân nhân. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng thông thâm thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn huynh Pháp Thanh Á đã hết bài. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Con kính dâng đến sư ạ. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe được không, nghe rõ không? Dạ, yeah, cảm ơn cô Hải Minh, cảm ơn Châu Vàng, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử rất nhiều đã cho biết nghe rõ. Cái bài học hôm nay đó thì chúng ta học bài số 81 La Mã. Vừa rồi thì chúng ta được nghe cái phần chánh kinh. Nhưng mà khi chúng ta nghe đọc thì như là hơi khó hiểu. Chúng tôi đọc thì cũng hơi thấy khó hiểu. Nhưng mà có một điều đó là ở đây nó có ba cái chi pháp chính. Một là cái người mà được cung kính á, cái người mà được cung kính á, khi họ được cung kính như vậy đó thì cái tâm của họ bị chinh phục bởi cái sự cung kính đó. Và do vậy đó thì cái ngã mạn, cái pháp bất thiện rồi nó khởi lên á, thì do vậy là cái hành vi của họ xấu, họ có thể sanh vào trong khổ cảnh. Điều đó là Đức Phật ngài nói. Cái người thứ hai á, là cái người mà không cung kính. Ở đây đó là không cung kính những cái bậc chân nhân, không cung kính những bậc giới đức, hay là không cung kính Tam Bảo. Và do đó là họ hướng đến tà giáo ngoại đạo, rồi họ tạo những cái ác nghiệp. Và do vậy đó thì họ cũng sau khi thân hoại mệnh chung, họ cũng sanh vào khổ cảnh. Và cái trường hợp thứ ba đó là hai cái hạng người này, Đức Phật ngài nói như ngài đã thấy, đã biết, đã từ sự thật đã chứng tường những điều đó.
Và cái người, hạng người cung kính và hạng người không cung kính đều sanh vào trong khổ cảnh. Ở đây là tùy vào cái thái độ của một người đối với cái việc mà cung kính với không cung kính. Như vậy thì hai cái người này đó, thì đều, ba cái hạng người này đó là đều là sanh vào trong khổ cảnh. Sanh trong khổ cảnh là như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là cái người mà vượt lên trên những điều đó đó, thì cái người đó đó, cái tâm họ là định tĩnh, không lay chuyển. Và cái tâm của họ luôn luôn là không có cái sự phóng dật. Và do vậy thì họ đem cái tâm của họ đến chứng thiền, nhập thiền. Rồi cái tri kiến của họ được chiếu quán rõ ràng. Thì họ diệt được cái phiền não ở nội tâm, thì họ được an lạc giải thoát. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Thì chúng tôi tóm lược lại những cái đoạn kinh, chánh kinh như vậy, để rồi chúng tôi sẽ giảng trong ba cái ý này. Chứ đi nhiều khi đọc rồi cũng không có hiểu được, khó hơi khó hiểu. Cái bản dịch tối nghĩa, không có rõ lắm. Trở lại đó thì, ở đây đó thì Đức Phật Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, ta thấy những chúng sanh là đáng cung kính, những chúng sanh bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân ngoại mệnh chung, bị sanh đầu trong cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đọa xứ địa ngục. Thì ở đây đó là chúng tôi xin thưa với quý vị như thế này nè. Ở đời đó thì người ta có cái đạo đức ấy, thì người ta sẽ cung kính những cái bậc mà người ta nghĩ là cung kính. Ví dụ như là mỗi một người có một những cái đối tượng mà để cho chúng ta cung kính. Giống như là chúng ta là con cháu thương kính ông bà, cha mẹ vậy. Rồi cái người mà có tôn giáo thì mỗi một người có một cái tôn giáo khác nhau. Ví dụ như mình là người đạo Phật á, thì mình cung kính những ân đức của Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, cung kính những cái bậc giới đức, thì đương nhiên là cái việc đó rồi. Thì ở đây đó, nói một điều đó là, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những bậc đạo cao đức trọng, đạo cao đức trọng. Ở đây chúng tôi nói là, thí dụ như mình thành tựu được một cái gì đó, thành tựu được một cái gì, thành công được một cái gì đó. Thí dụ như mỗi một người có một cái đặc hạnh riêng, và cái đặc hạnh đó đã trở thành một cái nét tiêu biểu của một cái người đó. Ví dụ như là có người thường xuyên là phục vụ, có người đó là giữ giới, nghiêm trì giới luật, có người thì chuyên tâm lo thiền tập, thiền định, rồi có người thì chuyên tâm lo thuyết pháp dạy học. Thì mỗi một cái vị có một những cái đặc hạnh riêng, cái khả năng riêng, cái đặc hạnh riêng. Và nhiều người như vậy góp lại thành ở trong cái giáo pháp này đó, nó có nhiều cái, giống nhiều nhiều cái cánh hoa, nhiều cái đó hoa để góp thành lại thành một cái tràng hoa. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài nói rằng, giống như cái thân này nó giống như những cái tràng hoa, những cái cánh hoa, những cái đó hoa. Và những cái cánh hoa, những cái hoa, cánh hoa như vậy đó, nó kết lại trở thành một cái tràng hoa. Cũng như vậy thì cái việc mà mình tu tập thì mỗi người có một cái đặc hạnh khác nhau. Và do đó thì chúng ta thấy rằng là có những điều đó là, xin thưa quý vị, nó nhiều khi mình nghĩ rằng nó hợp cái ý mình cho là đúng, hoặc là nó sai cái ý mình thì mình cho là sai, nó không đúng, hoặc là hợp với ý mình thì mình thích thú, mình hoan hỷ, còn không hợp với cái ý mình thì mình lại không hoan hỷ, không hoan hỷ những việc đó. Thì ở đây nó chưa có một cái căn cứ gì để cho rằng cái đó là đúng hoặc là sai. Ví dụ vậy, ví dụ như trong kinh Đức Phật Ngài nói có ba cái sự khuynh hướng. Một là cái sự khuynh hướng theo đời, thế là đời thấy người ta làm sao mình làm vậy, hay là thấy người ta tán tụng mình thì mình làm theo người ta thôi.
người ta ca ngợi mình thì mình làm theo người ta thôi, còn chưa biết là cái việc đó đúng sai không cần biết, nhưng mà thấy người ta ta ca tụng mình làm. Hay là nhiều người làm như vậy quá thì mình làm theo người ta như vậy. Đó là một cái phương hướng thứ nhất. Cái phương hướng thứ hai đó là phương hướng theo tự ý mình, tự chủ lấy mình. Thì cái khuynh hướng thứ hai này đó là mình tự chủ lấy mình, tức là không phải là ai nói ra nói vô, không cần phải đợi người khác nói, mà mình nghĩ cái điều đó, mình nghĩ rằng cái điều đó là nó đúng thì mình tự làm không có cần phải đợi ai nói cái này nói cái kia, hoặc là người ta có góp ý đi nữa, xây dựng đi nữa thì mình cũng không có màng tới, mà mình nghĩ sao thì mình làm vậy. Đó là khuynh hướng tự chính mình. Và cái phương hướng thứ ba đó là phương hướng theo pháp. Ví dụ như cái người tu của mình thì căn cứ vào kinh, căn cứ vào luật, căn cứ vào luận, tức là căn cứ vào tâm tạng để mà mình thực hành, mình tu học, hay là mình nói năng, mình hành động, mỗi cái hành cử chỉ hành vi mình đều là lấy cái tâm tạng giáo điển để làm cái phương châm hành động trong đời sống hàng ngày của mình. Thì cái gì mà làm sai pháp á thì mình không làm, cái gì đúng pháp mình làm. Ngay cả cái việc đúng pháp mà người ta chê trách, người ta không tán thán đi nữa, người bình thường đó, ở đây chúng tôi nói bình người bình thường, người ta không thích đi nữa thì mình cũng làm những điều đó. Còn những điều mà phi pháp, dù người ta có tán thán ca ngợi thì mình cũng không có làm. Ở đây đó là mình căn cứ vào pháp. Thì cái phương hướng thứ ba đó là cái phương hướng này đó là cái phương hướng cần phải có cái sự an tường. Cái phương hướng mà với đời đó thì cần có một cái trí tuệ để mình suy xét cái này, suy xét cái kia, coi nó là sao. Và cái phương hướng mà tự mình á thì cái phương hướng đó là cần phải có chánh niệm. Tức là mình làm việc gì mình đều có cái sự suy xét chánh niệm là tỉnh giác như vậy, thì trong mỗi mỗi khắc, mỗi cái thời khắc nhắc nhất chứ, mình đều có chánh niệm tỉnh giác, tức là mình có thu thúc lấy chính mình, thì cái việc mà mình tự chủ lấy mình á, thì cái đó nó cần phải có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Đó là ba cái phương hướng. Trở lại đó thì như vậy đó, thì chúng tôi nói là nếu một người mà được cung kính, mà tự mình thấy được người ta cung kính mình á, thì mình thường sinh ra một cái tự ngã, tự mãn hay là cao ngạo, kiêu ngạo, nghĩ rằng mình được cái gì đó. Thì xin thưa quý vị rằng cái cuộc tu này đó, danh vọng, lợi đắc và cung kính, thì ba cái pháp đó là nó cũng chỉ chẳng qua là cái chặng đường bước đi thôi, chặng đường bước đến, chứ nó cũng chưa là gì, chưa có thể nói đó là cái giác cây nữa, có thể nói đó là cái vỏ cây ở bên ngoài thì có thể được, nhưng mà cũng phải chưa là phải là cái gì. Cho nên Phật dạy trong cái bài kinh Lỗi Cây Trung Bộ đó, thì Phật nói rằng cái người đi tìm lỗi cây đó, không, mục đích chính không phải là tìm ở cái chỗ đó. Cái người mà được cung kính, lợi đắc, danh vọng đó, thì cũng chỉ chẳng qua là cái vỏ cây bên ngoài thôi, chứ chưa được cái giác. Rồi cái người có giới thì cũng chỉ là giác thôi, chưa phải là giác ở trong. Người chứng thiền định cũng chưa phải là cái lỗi cây nữa, mà chỉ là cái giác ở bên trong thôi. Chỉ có những cái người mà chứng được đạo quả, thánh nhân giải thoát đó, chứng đắc được niết bàn, thì cái người đó mới thật sự là tìm được cái lỗi cây. Thì trở lại, khi mà một người được cung kính như vậy đó, thì cái tâm mình sinh ra một cái sự tự ngã, tự mãn, mình cho rằng chắc cái lẽ là mình thành công cái gì đó, thành tựu gì đó, người ta đảnh lễ, người ta quý trọng mình, thì mình tự mãn. Hay là mình, do khi mà mình tự mãn như vậy đó, thì quý vị thấy rằng cái cuộc tu của mình nghĩ rằng mình đã thành tựu viên mãn. Cái tâm phàm phu của mình nó dễ sinh ra một cái tự mãn lắm. Chúng ta tự mãn, chúng ta tự cho rằng mình được cái này, được cái kia. Có cái đó là những cái, bởi vì mình nói rằng mình thành tựu được cái này cái kia, nhưng mà cái đó nó cũng chỉ chẳng qua là một
chặng đường để một một chặng đường để chúng ta bước qua đi nữa thôi, chứ không phải là cái rốt ráo, không phải là cái bờ bến cuối cùng, không phải là cái lý tưởng cuối cùng của đời sống tu tập. Cho nên khi mà mình sanh cái tâm tự mãn vậy thì mình sẽ đình trệ lại cái đời sống tu tập của mình, đình trệ lại. Chúng ta xin thưa quý vị rằng ở trong kinh Trường Bộ á, thì Đức Phật ngài có dạy hai cái pháp mà bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác không bao giờ thấy đủ. Một là Asantotita Kusale Thammesu, tức là thiện pháp không bao giờ thấy đủ. Thiện pháp không bao giờ thấy đủ. Cho nên bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác ngài không bao giờ thực hành thiện pháp mà cảm thấy đủ. Còn mình á, nhiều khi có những người đó thì nghĩ rằng mình đó là được cái này cái kia là đủ rồi, bấy nhiêu đó là đủ rồi, giữ giới bấy nhiêu là đủ rồi, trì giới bấy nhiêu là đủ rồi, tham thiền bấy nhiêu đó là đủ rồi, hoặc là cung kính bấy nhiêu đó là đủ rồi, hoặc là học Phật pháp bấy nhiêu đó là đủ rồi. Cho nên là chúng ta dừng lại chỗ đó, bị trình lại chỗ đó. Và cái pháp thứ hai của một bậc chánh đẳng chánh giác đó là Abhatitvanitapattanasmin, có nghĩa là tinh tấn bất thối. Tinh tấn bất thối. Dù trường hợp nào các ngài vẫn có cái tinh tấn bất thối, có cái pháp tinh tấn, các ngài không thối chuyển, không có thối chuyển. Dù kiếp này cũng vậy và kiếp sau cũng vậy, bất cứ kiếp nào các ngài sanh ra thì bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác luôn có cái sự tinh tấn, không có làm cho các ngài nản chí, không có các làm cho các ngài thối chí, và không có làm cho các ngài bị đình trệ lại. Còn đối với những người phàm phu đó, thì ngược lại. Cho nên là chúng ta khi mà sinh ra một cái tâm tự mãn là mình đình trệ lại cái đời sống tu tập của mình, mình không có tinh tấn. Mà quý vị biết rằng phiền não thì nó dồn chứa từ vô thủy tới bây giờ, mà mình tu tập á thì cũng không biết là tu tập bao nhiêu kiếp, nhưng mà kiếp hiện tại này nè, mình biết mình kiếp hiện tại này mình đang tu tập, mà là giả sử như chúng ta cái tu tập của chúng ta đó nó chưa được nhiều, chưa được mạnh, thì làm sao bào mòn được phiền não, làm sao mà các cái pháp độ ba la mật được đầy đủ mà để cho chúng ta chứng đắc được. Cho nên khi mà chúng ta sinh ra một cái tâm tự mãn thì chúng ta lại đình trệ lại cái đời sống tu tập của mình. Thứ hai nữa là chúng ta sinh ra một cái sự kiêu ngạo, kiêu mạn. Kiêu mạn là cái câu mà các cái bậc tiền nhân chúng ta nói là mục hạ vô nhân. Mục hạ vô nhân, tức là dưới con mắt của mình không có người nào đáng. Không có người nào đáng. Cho nên khi đó là cái tâm mà ngã mạn của mình nó sẽ sanh khởi lên. Lúc bấy giờ đó là mình cũng không có cung kính với những cái bậc đáng cung kính, học hỏi những bậc đáng học hỏi. Cho nên là lúc đó, đó là chúng ta nhớ không, trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái con cá vàng. Con cá vàng trước đây là một cái vị pháp sư lỗi lạc nổi tiếng, nhờ cái biện tài của mình, nhờ cái sự thông thái của mình mà vị đó đó nói Phật pháp, nói pháp, nói chánh pháp cho rằng phi pháp, phi pháp cho rằng chánh pháp. Chính vì tráo trở, chính vì trái ngược như vậy, Phật chánh pháp cho rằng phi pháp mà phi pháp cho là chánh pháp. Bởi vì chính vì vậy á, cho nên là vị đó sau, mặc dù là cái việc cống hiến Phật pháp của mình rất là nhiều, nói Phật pháp rất là nhiều, nhưng mà rồi chánh pháp cho rằng phi pháp mà phi pháp cho rằng chánh pháp. Và vì vậy nên là khi thân ngoại mệnh chung đâu có sanh được thiên giới đâu, sanh làm con gà. Chưa biết bao nhiêu kiếp sanh ở trong địa ngục, rồi cái kiếp đó sanh vào thời kỳ Đức Phật, sanh làm con cá vàng, mà mở miệng ra thì nó thối, nó hôi, nó khó chịu. Làng chài, họ chài lên, họ bắt được cái con cá, họ cũng hỡi ơi. Đó là chúng tôi muốn nói. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà được cung kính đó, thứ nhất là mình sanh ra cái tâm tự mãn, tức là mình nghĩ là mình đã đầy đủ rồi. Vì vậy cho nên đời sống tu tập của mình bị đình trệ. Cái thứ hai nữa đó là mình sinh ra cái tâm kiêu mạn. Kiêu mạn như vậy thì mình coi ai cũng chẳng ra gì. Và vì vậy đó cho nên là cái việc mà mình tạo cái pháp bất thiện nó có thể dễ dàng. Trong kinh có nói như thế này nè: thiện pháp mà không tăng trưởng thì ác pháp sẽ tăng trưởng, và thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp được đẩy lùi. Mà ngược lại,
ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Chúng ta lưu ý như vậy. Cuộc tu của chúng ta như là một cái người mà bơi ngược dòng, bơi ngược dòng. Cho nên cái ngược dòng ở đây đó là nếu như chúng ta thử nghĩ coi, cái dòng nước thì đạp xuôi như vậy mà chúng ta là tu là bơi ngược dòng, thì cái lực tu, cái sự bơi của chúng ta đó nó phải mạnh hơn là cái dòng nước đó thì chúng ta mới bơi lên được. Còn ngược lại là chúng ta đình lại, chúng ta không bơi được thì bắt đầu dòng nước sẽ đạp xuôi chúng ta, chảy xuôi thôi. Vì vậy đó là xuôi theo dòng đời là như vậy, cuộc tu là như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ bị lụt, và thiện pháp ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy, thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ bị đẩy lùi, mà ngược lại ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý ở chỗ này. Như vậy thì Đức Phật ngài nói là cái hạng người mà được cung kính á, thì chính cái tâm chểnh mảng đó đình trệ là cái đời sống tu tập của mình, và chính cái tâm cao ngạo ngã mạn đó cho nên là mình coi ai cũng chẳng ra gì, đều đáng người đáng cần học hỏi thân cận, mình cũng không thân cận, không thân cận, không gần gũi. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái vị bà con chú bác với Đức Phật. Ông đã chứng được tứ thiền ngũ thông. Tứ thiền tức là một cái trạng thái nội tâm phải nói là tốt, dường như là an tịnh. Rồi chứng được tứ thiền ngũ thông tức là có năm cái loại thần thông, trừ cái lậu tận thông ra thôi. Bởi vì lậu tận thông là bậc A-la-hán, cho nên là ông chưa có chứng được. Và khi lúc đó đó, ông nghĩ rằng ông sẽ là cái người mà lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo tăng. Cho nên nhiều cái đề xuất của ông, đề xuất với Đức Phật về những cái điều này, điều kia đó, Phật cũng không chấp nhận, mà Đức Phật cũng không bác bỏ. Chúng ta lưu ý vậy. Và cuối cùng thì ông ta sanh ra một cái tâm ngã mạn. Quý vị biết rằng ông quá ra đó là rắn mà bu ở trong người, quấn trong người của ông. Như vậy vua A Xà Thế thấy thích quá. Sao? Đề Bà Đạt Đa vì nghĩ rằng chính mình biến hiện thần thông gì để người khác cung kính mình, để người khác cung kính mình, đặc biệt là vua A Xà Thế. Và giả thật khi mà vua A Xà Thế thấy như vậy rồi, quá trời cung kính, rất là cung kính Đề Bà Đạt Đa, hàng ngày đấy chở lễ phẩm đến để mà cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa. Từ đó đó cái sự hưởng thụ của Đề Bà Đạt Đa nhiều hơn, rồi cái tâm cao ngạo của mình nhiều hơn, riết rồi cũng mất hết thần thông. Đó chính là gì? Do cái sự tự kiêu, do cái sự tự mãn của Đề Bà Đạt Đa, từ người chứng tứ thiền ngũ thông mà bây giờ mất tứ thiền ngũ thông. Từ một người có phẩm vị ở trong Phật giáo nhưng mà rồi trở thành một cái người bình thường như vậy, đó chính là gì? Từ ở cái sự cung kính đó, sự cung kính đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật ngài nói, cái người mà được cung kính đó, cái người mà được cung kính như vậy đó, thì cái người đó sinh tâm ngã mạn, sinh tâm tự mãn, và chính vì vậy đình trệ cái đời sống tu tập của mình, và sinh tâm ngã mạn như vậy thì không học Phật pháp và làm tạo nhiều cái pháp bất thiện như vậy, thì cái người đó có thể sanh vào ở trong khổ cảnh. Mà ở đây đó là cái gì? Ác thú, địa ngục, ngạ quỷ ở trong cõi dữ. Đề Bà Đạt Đa sau khi thân vạn bệnh chung thì bị đất rút rồi sanh vào trong khổ cảnh. Đó là điều mà chúng ta thấy. Bây giờ chúng tôi nói đến cái hạng người thứ hai mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, là hạng người không cung kính. Cái người không cung kính ở đây đó là cái người không cung kính là sao? Khi mà tâm của họ bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi những cái điều đó là không cung kính, là không cung kính. Ở đây đó thì quý vị biết rằng cái người mà không cung kính ở đây đó là sao? Cái người mà họ quy ngưỡng tà giáo. Tà giáo, tà giáo ở đây chúng tôi nói là những cái giáo pháp, những cái pháp môn, những cái chủ trương của tà giáo. Thí dụ như là Niganta, lõa thể, hoặc là nhiều
cái tôn giáo khác, nhiều cái chủ thuyết khác lạ. Và vì vậy đó cho nên là khi mà họ quy ngĩnh, quy kính tà giáo đó, thì họ không có quy kính đối với những cái người, đối với Tam Bảo, đối với những người đáng cung kính. Và ở đây đó, cái người mà không cung kính, không có quy Tam Bảo đó, cái người mà không quy Tam Bảo, thì cái người đó không thể nào mà đem lòng cung kính đối với Tam Bảo. Khó lắm. Họ không có cung kính đâu. Họ không cung kính đối với Tam Bảo đâu. Cho nên là họ, khi mà họ không cung kính đối với Tam Bảo, nhiều khi chúng ta thấy rằng người ta nghĩ theo cái cách nghĩ của người ta, hoặc là do cái duyên của người ta chưa có từng quy Tam Bảo, chưa từng gặp với Phật Pháp. Thậm chí chúng ta nói là gần chùa kêu Phật bằng anh, nó thường vậy, nó thường vậy. Cho nên cái người chúng ta, cái người mà quy Tam Bảo, dù chúng ta có ở gần hay chúng ta ở xa như thế nào, thì tâm của chúng ta luôn luôn quý trọng Tam Bảo, quý trọng Tam Bảo. Và thân cận, do mình quý trọng với Tam Bảo như vậy, cho nên mình mới thân cận với những bậc thiện trí thức ở trong cuộc đời này, trong cuộc đời này. Mà ở đó gọi là Sapurisapasayan, có nghĩa là bậc thiện trí thức, gần các bậc thiện trí thức. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói có bốn cái nhân tiến hóa ở trong Kinh Thập Thượng đó. Một là ở một cái trú xứ tích hợp, Batirubadesawaso. Cái thứ hai là Sapurisapasayan, có nghĩa là gần các bậc thiện trí thức. Thứ ba là Attasammapanitika, Panitita, có nghĩa là tự lập trường chân chánh. Và cái thứ tư là Punya, Búp Bê Katapunyata, có nghĩa là một người tạo phước để dành trước. Thì bốn cái nhân đó là bốn nhân để làm cho con người ta tiến hóa. Trong khi một người mà không có cung kính đối với Tam Bảo, không có thân cận với những bậc chân nhân, những bậc thiện trí thức, thì người đó không thể học hỏi được cái gì, không có học hỏi được những điều thiện, và không tránh xa được những điều ác. Không tránh xa những điều ác. Và khi mà không tránh xa những điều ác như vậy đó, thì họ tạo những cái ác bất thiện. Ác bất thiện do thân, do khẩu, do ý. Ở đây nói là gì? Bị gì? Bị chinh phục, bị xâm chiếm, bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi sự không cung kính đó. Tức là nó đã đi vào ở trong tâm họ, hành vi của họ luôn luôn thể hiện cái pháp không cung kính đó. Và do vậy đó thì người đó sau khi thân hoại mệnh chung, người đó cũng sanh vào trong khổ cảnh, sanh vào trong khổ cảnh. Cho nên cái người mà không có quy ngưỡng đối với Tam Bảo, không tránh địa, tránh ác, không có làm lành, không có tránh điều ác thân khẩu ý, và họ không làm lành được, tức là họ không làm điều thiện được, thì cái người đó thân hoại mệnh chung họ sẽ sanh vào trong khổ cảnh. Và Đức Phật Ngài đã nói như thế này nè. Ngài nói và chính Ngài đó, chính ta, chính vì ta đã tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên tuyên bố rằng ở đây đó là không có sa môn, trước đây đó là không có sa môn bà la môn nào nói những điều đó. Và chính Đức Phật đã tuyên bố những điều đó. Ngài nói là này các tỷ kheo, vì ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra và tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi cung kính chinh phục, tâm cung kính, tâm bị cung kính chinh phục, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị thân bị chinh phục, tâm bị xâm phạm, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mệnh chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy thì cả hai cái người này,
Như vậy thì khi mà mình Đức Phật ngài nói là cả hai cái người này, cả hai cái người này, cái người mà bị luôn cả hai, bị luôn cả hai, có nghĩa là cái người vừa được cung kính nè, mà rồi sinh ra một cái tâm ngã mạn nè, rồi sinh ra một cái tâm tự mãn nè, đang là tu tập đó, đang tạo những cái thiện sự đó, nhưng mà rồi chểnh mãn với cái đời sống tu tập của mình, đình trệ với đời sống tu tập của mình, và tâm của họ bị sa sút và ác pháp bị xâm chiếm trong tâm của họ, và do vậy thì khi mà họ thân hoại mệnh chung, họ cũng sanh vào trong khổ cảnh. Còn cái người mà không cung kính đó, ở đây đó là không cung kính, là không thân cận những bậc thiện trí thức, hay là không thân cận đối với tam bảo, do đó họ không biết tránh xa điều ác, không biết thực hiện những điều lành, và như vậy thì họ cũng khi thân hoại mệnh chung, họ cũng sanh vào khổ cảnh. Rồi cái người thứ hai, người thứ ba đó là cả hai, tức là người đó nó vừa được cung kính và không được cung kính, thì cái người, cả hai cái người này đó đều là phải sanh vào trong khổ cảnh, là khi mà mình không có tạo ra những cái thiện nghiệp và không có tránh xa những cái ác nghiệp, và do đó cả hai này đều bị thân hoại mệnh chung. Mà chính Đức Phật đã thấy những điều đó, đã biết điều đó, đã thấy, đã biết những điều đó. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài nói đến ba cái hạng người này, thì bây giờ ngài mới nói rằng ai khi được cung kính, khi không được cung kính trong cả hai trường hợp, hai trường hợp thì cả hai này đều là bất thiện hết. Rồi Đức Phật ngài mới nói như thế này: tâm định không lai chuyển, sống hạnh không phóng dật, tâm thường nhập thiền tư, giới tâm tưởng tế nhị, chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thủ diệt, được gọi bậc chân nhân. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói cái trường hợp mà ở trong Phật pháp này, Đức Phật ngài nói ở trường hợp ở trong Phật giáo này. Thứ nhất là chúng ta không xem trọng cái gọi là cung kính, danh vọng và lợi đắc đó, mà chúng ta vẫn giữ cái nội tâm của mình không lai chuyển. Không phải thấy người ta cung kính như vậy mình chạy theo, không, mà mình phải giữ cái tâm của mình là không lai động, không thối chuyển, không lai động. Tâm định tĩnh không lai chuyển, định không lai chuyển, sống hạnh không phóng dật, tức là mình trao dồi cái tâm. Trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy như thế này nè. Đức Phật ngài dạy đó là không nên xem coi cái lỗi người hay là cái việc của người làm hay không làm, mà chúng ta phải nhìn lại mình coi mình làm hay là không làm. Có nghĩa là thiện pháp mình có làm hay chưa, Phật pháp và cái đời sống tu tập của mình đó, mình có tự trau dồi hay chưa, chứ mình đừng nhìn người ta là có tu hay không tu, mà mình hãy nhìn lại mình coi mình có tu hay không tu đó. Điều đó mới là quan trọng, điều đó mới là quan trọng. Cho nên trong câu trinh Pháp Cú ngài nói là cứ nhìn tu chứng của người bao giờ chứng được. Đức Phật ngài nói là nếu mà mình tu, nhìn cái tu chứng của người á, thì bao giờ mình mới chứng được. Mình nhìn như vậy tối ngày mình cứ phân tâm không, mình không có, mình không có chuyên tâm về cho mình. Mà đời sống này á, tu tập á, là mình phải chuyên tâm cho chính mình. Đức Phật ngài dạy vậy. Cho nên là mình phải sống cái đời sống hạnh, sống không phóng dật. Chữ không phóng dật ở đây đó, nếu mà mình trong cái từ mà gọi là Uttacca, tức là tâm phóng dật, tâm bị lay động, tâm bị chuyển động, phóng túng phan duyên theo trần cảnh. Nhưng mà cái từ mà Bamado có nghĩa là dễ vui, tức là mình sống chểnh mãn, bỏ quên cái phận sự tu tập của mình. Phận sự tu tập của mình đó là trao dồi cái nội tâm tránh xa những hành vi ác, và trao dồi cái nội tâm thực hiện những cái việc lành ở trong cái đời sống. Đó là cái đời sống mà chuyên tâm, tức là có gọi là có chuyên chú đó. Còn cái người mà không chuyên chú đó, thì cái người đó là sống gọi là buông lung, sống phóng dật. Phóng gọi là sống bị chao đảo ở nội tâm của chính mình. Và vì vậy đó cho nên là cái người đó cái đời sống tu tập bị sa sút,
Chính vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy là sống cái hạnh sống đó, là không có phóng dật là điều cần thiết. Tức là quý vị thấy rằng là dù gì đi nữa thì ngày nay đó nhiều khi rồi chúng ta có nhiều cái chuyển động ở bên ngoài lắm, chuyển động bên ngoài lắm. Mà nếu chúng ta không giữ được cái tâm của mình bị đời nó lôi cuốn của mình, được cái này mất cái kia, rồi cái này cái kia ở bên ngoài đó, nó làm cho tâm của mình nó xao xuyến, nó vọng động theo trần cảnh. Nói vậy chứ nếu mà mình không khéo thì bị tám ngọn gió đời nó lung lay chúng ta, nó lung lay chúng ta. Tám ngọn gió đời đó là được khen bị chê, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, vân vân. Thì những cái được và mất đó, đó nó làm cho tâm của mình nó chao động nếu chúng ta không có tu tập. Và vì vậy cho nên Đức Phật dạy là cái đời sống của mình luôn luôn giữ cái tâm hạnh sống của mình là không có phóng dật, và tâm của mình luôn luôn giữ cái đời sống của mình vô ở trong cái đề mục thiền tu tập cho chính mình. Và chính vì vậy đó cho nên là lần lượt thì cái tâm của mình nó mới có thể gột bỏ được những cái bợn nhơ ở trong lòng. Bợn nhơ ở đây tức là những cái pháp triền cái, những cái phiền não ở nội tâm, chúng ta mới có thật sự là buông bỏ được. Rồi từ ở cái việc mà tâm mình định tĩnh như vậy đó, thì mình mới có thấy được cái sự sanh diệt của các pháp hữu vi, trong đó có thân và tâm của chúng ta. Nếu một người chánh quán rõ ràng, một người có tu tập trong đời sống chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác thì cái điều đó nó rất là quan trọng, chúng ta rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là mình nói gì nói, ở trong cái đời sống mà mình giữ cái đời sống đạo hạnh của mình á, tức là thân khẩu ý được tốt đẹp, tâm của mình thì luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác trong mọi cái hoạt động của mình. Chúng tôi nói điều này để cho quý vị thấy rằng là nhiều khi chúng ta làm cái việc này việc kia, mỗi người có một công việc khác nhau, người thì làm việc này, người kia làm việc nọ, nhưng mà bất cứ một cái công việc nào hay bất cứ một cái hoàn cảnh nào, mình cái người biết tu rồi đó thì mình phải giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình phải có chánh niệm và tỉnh giác, biết cái việc của mình làm, rồi mình cố gắng để mà mình thực hiện những cái điều thiện ở trong đời sống hàng ngày, xem những cái điều thiện đó như là một trong những cái điều tiên quyết để giúp cho chúng ta gột sạch được những cái phiền não. Và đặc biệt là chúng ta phải có cái ý hướng, tức là chúng ta phải có ý muốn để nhàm chán rồi được gột sạch phiền não để đạt được cái sự giải thoát, đạt được sự giải thoát. Chúng ta mong muốn vậy. Chúng ta nói đến Niết Bàn thì phải nói rằng nó xa đối với chúng ta. Tức là nó thật sự là cần phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn, và với một thời gian dài thì chúng ta mới có thể chứng ngộ được Niết Bàn. Còn ít ra đó thì trong đời sống hàng ngày, chúng ta giữ được cái tâm của mình, chúng ta có được cái ý hướng, cái nội tâm của mình có được cái sự an tịnh, thì chúng tôi nghĩ rằng cái người giữ tâm của mình như là giữ cái con mắt còn lại duy nhất của mình, thì cái điều đó rất là quan trọng. Làm sao mà mình khi mà thân hoại mệnh chung, lâm chung mình có chánh niệm được một chút, định tâm được một chút. Mà muốn được như vậy thì mình phải có cái việc trao tâm hàng ngày, chứ không phải đợi tới gần tới cuối rồi là chúng ta mới làm thì làm kịp. Thì như vậy thì mình có một cái ý muốn thiện, ý muốn đạt được sự giải thoát, ý muốn được sự thanh tịnh, nó là điều quan trọng. Cái thứ hai nữa là
trong đời sống chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn rất là nhiều. Như hồi nãy chúng tôi đã có thưa với quý vị đó, đó là các cái bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài có hai cái pháp. Một đó là tinh tấn bất thối, hai nó là cái thiện pháp không bao giờ thấy đủ. Còn chúng ta đó thì nhiều khi chúng ta gặp chuyện gì chướng chướng chút, chuyện gì trở ngại chút, cái là chúng ta nản chí, chúng ta bỏ, chúng ta không tinh tấn, chúng ta không tinh tấn điều điều, nỗ lực bất cứ mọi hoàn cảnh nào, trường hợp nào, thời gian nào, chúng ta không tinh tấn. Rồi có khi đó là thiện pháp chúng ta nghĩ là bấy nhiêu là đủ rồi, bấy nhiêu sự trì giới là đủ rồi, bấy nhiêu sự cung kính là đủ rồi, bấy nhiêu cúng dường bố thí là đủ rồi, bấy nhiêu thiền định đó là đủ rồi. Không, không bao giờ đủ. Chúng ta cứ nghĩ là từ vô lượng kiếp vô thủy tới giờ, chúng ta đã tập tính của chúng sanh là bị phiền não từ tham sân si từ xưa tới giờ rồi. Mà bây giờ biểu rằng một ngày, một bữa hay là một kiếp mà chúng ta có thể gột sạch hết thì nó khó lắm. Nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực thì cũng khó. Như vậy thì cái sự tinh tấn của mình cần phải có. Cái thứ hai là làm sao cái nội tâm mình được an tịnh là được rồi. Chúng tôi nghĩ là thứ ba là cái nội tâm của mình được an tịnh. Trong mọi cái hoàn cảnh, cái tâm mình luôn luôn giữ cái sự an tịnh, an định nội tâm. Và khi mà mình an định nội tâm, an tịnh nội tâm rồi đó, thì mình mới thấy được cái gẫm lại ở trong cuộc đời này, suy gẫm lại với cái tấm thân này, tấm thân mà tứ đại này, hay hoặc là gọi chung là ngũ uẩn này, gồm danh và sắc này đó, thì chúng ta thấy nó biến đổi, sanh diệt, rồi chúng ta mới thấy rằng quả thật là khổ, quả thật là khổ. Và khi nào chúng ta nhàm chán được sự khổ của kiếp nhân sinh á, thì lúc đó chúng ta mới có thể là ly khổ được. Còn chúng ta không nhàm chán thì chúng ta khó bao giờ ly khổ được. Và cái cuộc luân hồi này nó cũng sẽ luôn luôn tiếp diễn đối với đời sống của chúng ta. Nó không ngưng. Mãi khi nào mà chúng ta đoạn sạch hết được những cái cấu quế bợn nhơ từ nội tâm thì thật sự là chúng ta mới được an lạc, mới được giải thoát. Như vậy thì trong cái bài học hôm nay đó, Đức Phật Ngài nói đến ba cái hạng người. Hạng người thứ nhất là được cung kính, sinh ra một cái tâm ngã mạn, sinh ra một cái tâm tự mãn, và vì vậy đình trệ đợi cái đời sống tu tập của mình. Sinh ra một cái tâm ngã mạn đó, cho nên là họ coi những cái người khác cũng chẳng ra gì, và vì vậy cho nên là thiện pháp của họ bị thối lùi, và ác pháp của họ tăng trưởng, và khiến cho hành vi của họ tạo pháp bất thiện, vì vậy họ sanh trong khổ cảnh. Người thứ hai là hạng người được cung kính, hạng người không cung kính, hạng người không cung kính. Hạng người không cung kính ở đây đó là chỉ cho cái người mà không có đức tin đối với Tam Bảo. Và khi mà họ không có đức tin đối với Tam Bảo thì họ không thể nào thân cận bậc, nên thân cận đó là những bậc chân nhân. Và khi không thân cận bậc chân nhân thì họ không học hỏi được những điều nên học hỏi, và không tránh xa được điều ác, và không là thực hiện được điều lành. Và như vậy thì họ tạo cái nghiệp bất thiện như vậy đó, thì họ cũng sanh vào trong khổ cảnh. Và cái người thứ ba cũng vậy. Cái người thứ ba, cả cái sự cung kính và cái sự không cung kính đó, mà thế rằng họ không tu tập, họ tạo ra cái nghiệp bất thiện, thì họ cũng sanh vào trong khổ cảnh. Và như vậy thì Đức Phật Ngài nói là đặc biệt là trong mọi cái sự cung kính hay là không cung kính đó, cả hai trường hợp, thì Đức Phật Ngài nói như thế này. Ngài nói rằng đối với một cái người tu tập của chúng ta đó, là giữ cái tâm mình là định tĩnh, không lay động, và hãy làm sao chúng ta chứng được các cái thiền tư, để rồi chúng ta có được cái sự an lạc. Rồi khi mà chúng ta chứng được thiền tư, trí tuệ chúng ta phát sanh, thì cái tri kiến của chúng ta mới thấy rõ được cái sự sanh diệt của các pháp. Từ đó chúng ta mới ly tham được, nhàm chán được, mới ly tham, mới đạt được cái sự giải thoát. Mà chính Đức Phật Ngài nói những người đó đó là những người chân nhân, gọi là Sapurisa Bassa Dân,
Sapodisat có nghĩa là bậc thiện trí thức, bậc chân nhân ở trong cuộc đời này. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu ở trong cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta được sự an lạc, để chúng ta dũng mãnh tiến tu trong con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học mình theo cho được là sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa buddha nupha venasada sode kovantu te. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa namma nupha venasada sode. Vato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa sangha nupha venasada sode kovantu te. Các anh phố ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, đầy đức pháp tính cùng chư tôn đức đã vào luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảnh dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni Thủ pê gá rê vô thi á đê ta hình ta hình ta thăm á đà đê na pa quan tu chi ta xót thiên ca ròn tê tha vi hà ra măng đá lê thể ra cha mát cha na hoa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca gà ma cha đê sa ni gà ma cha ít sa ra Sapa na pu ta su khi ta ba wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam ba wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang ba ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo thầm ma tha ra cha bút ga la tăng cô hồ tu sa mắc vô qua át tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma gia ri mô quốc thiêm xâm pha phu ni gia ma thầm ma ri gia ma huệ đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mít.